Bây giờ thứ ba là thí dụ như ngón này bị nè, giờ ngón này bị nghe không, thì cái ngón này mới đúng cái danh từ của nó, người Mỹ đặt là ngón tay cọ súng, trigger finger, cái ngón tay cọ súng y hệt vậy, không ai bóp cò bằng ngón giữa là được, ai bóp cò bằng ngón trỏ thôi, cho nên mới đặt là ngón tay cọ súng. Thì nguyên tắc chữa cũng vậy, khi mình đau ở đây, khi mình co vô, duỗi ra, tôi nói là điều hổ đi sơn á, tức là mình dụ con cọp nó ra khỏi núi mình mới bắt nó được. Thì binh cũng vậy, người ta nói đau là đau thôi, chứ người ta không biết nó đau cách nào. Mình mới hỏi người ta co đau hay duỗi đau. Thế à? Hoặc là xoay thử vậy nè, chỗ nào nó đau. Thì khi mình tìm được điểm đau đó rồi thì mình cũng lấy cái điểm này làm tương ứng. Mà khi cái điểm này tương ứng không có phải không? Thì cái vai của chúng ta đó, thường thường á, cái này nè, cái ngón tay nè, là hình ảnh thu nhỏ của cánh tay. Cánh tay có mấy phần? Cũng một phần rồi, hai phần rồi, ba phần. Thì cái ngón tay cũng vậy, nó cũng đi một, hai, ba. Đúng không? Thì ta tìm cái điểm tương ứng đau, ví dụ lao đây, thì ta chữa cái dây tâm. À, chỗ cái khớp, chỗ cái cơ đeo ta nè. Cái kinh đại trường nó ngang qua đó. Có nhiều người bị nhức cái vai này ầm ĩ ha, không hết cho uống liều thuốc sổ hết à. Nếu họ bị ốm, họ sổ ra cái này hết nhức nè. Cái này nó chuẩn xác tới vậy đó. Do đó cho nên nếu cái tay này bị co lại đau, không đơn, không nhúc nhích được, không làm gì được đau, thì chà ở dùng bả vai. Đúng không? Bả vai nè, cái khớp vai trong nè, rồi đi cho tới cái cẳng tay nè, là bắp tay nè, tới đây là cùi chỏ nè, tới đây là cẳng tay ngoài nè, giờ tới cuối cùng nó là bàn tay, nằm đây, hiểu không? Đó, đó là cái cách lấy việc. Bữa nay tôi muốn quý vị khai thác đó, tôi chỉ cho quý vị cái cách là trong trường hợp bí lối, mình cứ đau bên đây mình chịu bên kia mà không, đó là tổ đãi mình. Đôi khi mình trúng cái ăn hên nó lẹ lắm, nhưng mà đôi khi mò cả năm ba chục khúc chưa xong, thì thử phải biết cái ứng đối đó. Rồi thí dụ như mình làm ở đây rồi ha, qua bên đây rồi hoặc ở đây rồi mà không báo phải không, thì mình dùng ngón trỏ trị ngón trỏ, ngón trỏ chân bàn chân là bàn tay mà bàn tay là bàn chân, vì nó mang cái giá trị đối đãi đó cho nên thật sự nó không có, nhưng mà nó có là tại vì cái não nó đáp ứng như vậy. Thí dụ như đơn giản, giống như ta đi tìm một vật đã mất, tìm một món đồ bị lạc, thì ta nhớ lại ta mất vào lúc nào, thì chắc chắn ta sẽ khoanh cái vùng nó lại. Để giống như điều tra tội phạm, thì ta sẽ biết rằng là ta rơi hay rớt ở khu vực nào. Còn nếu ta không tập cái phương pháp đó, không cách gì ta tìm ra. Ví dụ bây giờ mình mất trong ngày nè, mất vào lúc nào, mất vào buổi sáng hay mất vào buổi tối, thì nhớ lại tự nhiên cái não nó sẽ nhắc mình buổi tối nó lúc nó đang nói chuyện với ai, hoặc buổi tối lúc nó đang làm gì, buổi tối lúc đó nó làm sao, hay là buổi sáng lúc đó làm gì, thì tự động nó sẽ phân ra cho mình biết cái vị trí mắt mình tới đó mình tiến đi chốc. Đó là một tập, một thói quen để phục hồi trí nhớ khi ta bị mất một đồ vật. Đôi khi nó rất nguy hiểm ha, cái mất đồ mà nếu mà không ý thức nó nguy hiểm lắm nha. Thì cái bệnh này, cái nguyên tắc tìm bệnh nó cũng giống vậy. Quý vị cứ tưởng tượng rằng có nhiều đứa con nít nó đi theo mẹ nó, nó tới nó bán ve chai ở bên Mỹ. Cái người ta phụ trách đó, người ta thu rồi, người ta tính tiền rồi, người ta in duy ship ra cho bà rồi, bà ký tên vô đó đàng hoàng rồi. Cái bà bận công chuyện gì bà đưa cho thằng bé, thằng bé con đi theo, nó đứng như vậy lát nát hết. Bà vô bà nói bây giờ làm sao cho in lại cái đó, nó làm được vô phương. Cho nên á, khi mà mình làm mà mình không để ý đó, nó nguy hiểm. Do thành thế nó sẽ thành một cái thói quen, tới lúc nào mình không kiểm tra, không control được của mình đó. Cho nên người xưa dặn mình hai câu rất là hay: nước thấy như vậy mà dễ bị lụt, lửa thấy nó nhỏ như vậy mà nó cháy cả một đám rừng. Hai cái yếu tố và nước và lửa chúng ta rất dễ quên. Bởi vì nhất là nước, thấy nó không nguy hiểm,
Nhưng mà nó, nếu ta mở vài thử vòi nước nó chảy ngập nhà, lúc bây giờ ta mới la làng. Lửa cũng vậy, có người về mệt quá, bắt cái bếp lên rồi rồi đó, nó xong để chạy vô tắm. Rồi trở ra cái gì, ai về vô nó bị cái gì đó, cái lại quên, vô tình nó cháy cái bếp luôn, cháy cái nhà luôn. Nếu nó khô quá. Cho nên mình làm, mình phải làm như vậy, nó thành một cái thói quen. Từ cái thói quen đó, nó mới nhớ, do đó cho nên tiền nguyệt nó giống vậy. Các bạn cứ tập từ từ, các bạn sẽ lòi ra nhiều vấn đề rất là hay. Thí dụ, ngồi cái bàn tay thôi nha, là nói nè, ngón tay cái này trị được cái chân, bởi vì nó là hình ảnh của chân mà. Thì khi nó trị được chân thì có nghĩa là nó làm ở một cái khớp thì nó phải theo khớp. Do đó cái khớp mắt cá thứ nhất của ngón tay cái này nè thì nó lại đồng với đầu gối là một khớp, hiểu không? Mà khi nó là đồng ở đầu gối là một khớp rồi, mà ở dưới đầu gối thì nó có tên là việc tắc nhãn và độc tỵ. Thì biết tên này, cái khớp ngón cái nó cũng như vậy, nó cũng trị được viêm mũi, nó trị được sáng mắt, giống như hình vậy. Vì nó theo cái giá trị đố đãi, tại nó có cái này mà nó sinh ra cái kia, mượn một hình ảnh để tưởng tượng và dễ làm, cho nên đặt ra cái như vậy. Chứ sự tương quan của nó, cái nước nào nó chạy ra vậy. Thí dụ điểm thứ hai, thí dụ điểm thứ hai nha, có một người đó họ vận dụng để chữa cho cái chứng bị trẻ bị động kinh, trẻ bị động kinh. Mà động kinh á thì chữa ở đâu? Có một trong hai ngón, không thể thọt vô đầu được, mà chỉ có một trong hai ngón thôi, là cái ngón trỏ và ngón út. Cho nên người xưa chữa trẻ bị động kinh á, bị dịch kinh phong á, ta chữa trên ba mắt này nè, trên cái hệ thống của cái kinh đại trường này ta chữa. Còn bây giờ mà trẻ đó, nếu mà ngón này không có, ta có thể dùng cái ngón này út. Lý do tại sao ngón út á thuộc kinh tâm và tiểu đường, mà tiểu đường á, quý vị nhìn, quý vị ăn nuôi á, ăn nuôi nuôi vô nuôi cặp cũng có cốt nè, cái nuôi, cái hình ảnh của nuôi nó hơi giống cái ruột non này, đúng không? Rồi đang cắt nhỏ nhỏ nè, cho nguyên cái hệ thống ruột non á, nó đưa lên trên đầu nó y hệt não giống vậy thôi. Cái óc của mình với cái não với lại cái ruột non rất giống nhau. Cho nên không hiểu tại sao người xưa tìm ra cái này mới thấy hay, là tâm và tiểu trường liên hệ. Cho nên mình sợ á thì nó cũng tháo dạ. Mình đánh lâu lâu á, mình cũng mắc muốn đi cầu à, nó kỳ vậy. Cho nên á, người ta vận dụng vào điều đó, đem thử trà ở trên cái dùng của cái hệ thống của cái ngón tay này này, mà giải quyết được một phần của cái bệnh mà thí dụ như ở trong não, như là khối u, hay bút. Đó.